Dạ vâng, em Tùng chào anh em. Thì hôm nay em về cái máy bơm hơi của hãng The One, mã của nó là DCC2520, sản xuất tại Mỹ nha anh em. Thì nó là động cơ không chổi than, và cái bình của nó là 9.5 lít và áp của nó là 10 kg. Nó sử dụng pin 20 20 và 60. Thì em sẽ test cho anh em. Nó là động cơ không chổi than, và cái dòng này nó vừa mới ra, vừa mới sản xuất, và nó sản xuất tại Mỹ luôn nha anh em. Đây, thì nó có lá cờ ha. Đây, cái thùng này từ Mỹ về. Thùng này nó nguyên thùng thì nó khoảng 13 kg, và riêng cái thân máy thì nó tầm khoảng 11 kg nha anh em, và động cơ không chổi than. Và nó sản xuất USA. Rồi em sẽ zoom tới cho anh em xem USA nha anh em. Đây. Rồi mình sẽ cái chỗ này chỗ gắn pin và tay cầm. Nó có cao su, nó rất là êm. Đây. Nó chống rung. Vâng. Và áp của nó là lên 10 kg nha anh em. Và bên này là họng xả. Họng xả này. Và đấy. Rồi, mình sử dụng cục pin nhỏ xíu ha. Mình test cho anh em xem. Đầy rồi, nó lên 12 ha. Thì nó là 140 PSI khi mà sử dụng pin 20 platform lên tới 140 nha anh em. Thì nó là rất là nhanh, rất nhanh. Và cái này chuyên dùng cho bánh đinh này, bơm xe hơi này, các kiểu. Ok, cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Thì giá của cái thùng này giá là 8 triệu. Anh em quan tâm thì liên hệ 0962 232 180. Em Tùng.